Chào mừng các bạn đến với kênh Tủ Thuốc Vàng, nơi mình chia sẻ những thông tin hữu ích về các loài cây thuốc nam và nhiều bài thuốc dân gian dễ kiếm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 10 lợi ích của dưa leo đối với sức khỏe. Các bạn có biết rằng dưa leo là một trong những loại rau quả có nhiều công dụng tuyệt vời cho cơ thể không? Hãy cùng xem nhé! Lợi ích thứ nhất, ăn dưa leo giúp giảm cân hiệu quả. Dưa leo chứa rất ít calo nhưng lại có nhiều nước và chất xơ. Chính những thành phần này khiến bạn có cảm giác no nhanh hơn khi ăn món này. Do đó, bạn có thể ăn nhiều dưa leo mà không cần lo ngại về vấn đề cân nặng. Không chỉ vậy, dưa leo còn là một nguyên liệu thường có trong các món salad làm tăng thêm hương vị. Bạn có thể ăn các món ăn này thay cho những thức ăn chứa nhiều calo khác nhé. Lợi ích thứ hai, ăn dưa leo mỗi ngày ngừa táo bón. Nếu bạn hay bị táo bón, hãy thử ăn dưa leo mỗi ngày xem sao. Bởi thói quen ăn dưa leo mỗi ngày sẽ giúp cung cấp nhiều chất xơ hỗ trợ cử động ruột hiệu quả. Đặc biệt, pectin là một loại chất xơ hòa tan có trong dưa chuột giúp làm tăng tần số chuyển động của đại tràng. Do đó, ăn dưa leo có thể tăng cường lợi khuẩn và cải thiện hệ tiêu hóa của bạn. Tình trạng mất nước cũng là một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh táo bón, làm cho việc đi đại tiện trở nên khó khăn. Nhờ cung cấp lượng nước lớn nên dưa leo cũng giúp thức ăn tiêu hóa dễ dàng và ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Lợi ích thứ ba, ăn dưa leo mỗi ngày giúp giải độc. Dưa leo không những là nguyên liệu góp phần giúp bữa cơm gia đình trở nên đầy đủ, tròn vị hơn mà còn có thể dùng làm thành loại thức uống mát lành với khả năng thanh lọc cơ thể hiệu quả. Đã từng có thời việc uống nước ép, ăn dưa chuột đã trở thành trào lưu trên khắp các trang mạng xã hội. Theo các chuyên gia, nước dưa leo chứa các chất chống oxy hóa đóng vai trò chống lại các gốc tự do và có thể loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Bạn có thể uống nước ép dưa leo hoặc pha nước chanh dưa leo để tăng hiệu quả giải độc và giải khát. Lợi ích thứ tư, ăn dưa leo giúp làm đẹp da. Bạn có muốn có một làn da mềm mại, sáng mịn và khỏe mạnh không? Nếu có, hãy thêm dưa leo vào thực đơn của bạn nhé. Dưa leo chứa nhiều vitamin C, A, magie, kali, manga có tác dụng chống viêm, làm sáng da, bổ sung nước và dưỡng ẩm cho da. Bạn có thể ăn dưa leo hoặc thoa nước ép dưa leo lên da để cải thiện tình trạng da khô, sạm, ám, mụn. Ngoài ra, bạn cũng có thể đắp miếng dưa leo lên mắt để làm dịu và giảm quầng thâm. Lợi ích thứ năm, ăn dưa leo tốt cho tim mạch và huyết áp. Dưa leo là một nguồn cung cấp kali tốt cho cơ thể. Kali là một khoáng chất thiết yếu giúp điều hòa huyết áp, duy trì sự cân bằng điện giải và hỗ trợ hoạt động của cơ tim. Theo các nghiên cứu, ăn dưa leo có thể giảm huyết áp tâm trương và tâm thu ở những người bị cao huyết áp. Bên cạnh đó, dưa leo cũng chứa các chất chống oxy hóa như linan và flavonoid có khả năng ngăn ngừa sự oxy hóa của cholesterol và bảo vệ các mạch máu khỏi bị tổn thương. Lợi ích thứ 6, ăn dưa leo giúp trị hôi miệng. Bạn có bị hôi miệng hay không? Nếu có, bạn có thể sử dụng dưa leo để khắc phục tình trạng này. Dưa leo chứa nhiều nước và chất xơ giúp làm sạch răng và lưỡi, loại bỏ các mảng bám và vi khuẩn gây hôi miệng. Bạn chỉ cần nhai một miếng dưa leo trong khoảng 30 giây để cảm nhận sự khác biệt. Ngoài ra, dưa leo cũng có tác dụng làm mát và giảm viêm nướu. Lợi ích thứ 7, ăn dưa leo giúp tăng cường hệ miễn dịch. Dưa leo là một nguồn cung cấp vitamin C tốt cho cơ thể. Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do. Vitamin C cũng có vai trò trong việc kích hoạt các tế bào miễn dịch, sản sinh kháng thể và ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng. Bên cạnh đó, dưa leo cũng chứa các chất phytochemical như củ cơ bay thiacin và linan có khả năng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn, virus và nấm gây bệnh. Lợi ích thứ 8, ăn dưa leo giúp chống lão hóa. Bạn có muốn trẻ đẹp mãi không? Nếu có, hãy ăn nhiều dưa leo nhé. Dưa leo chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E, beta-carotene, lutein, có tác dụng ngăn ngừa sự oxy hóa của các tế bào và làm chậm quá trình lão hóa. Các chất chống oxy hóa này cũng giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, khói thuốc. Ngoài ra, dưa leo cũng cung cấp collagen cho da, giúp da săn chắc, đàn hồi và giảm nếp nhăn. Lợi ích thứ 9, ăn dưa leo giúp phòng ngừa ung thư. Dưa leo là một trong những loại rau quả có khả năng phòng ngừa ung thư hiệu quả. Theo các nghiên cứu, dưa leo có chứa các chất phytochemical như củ cơ bay thiacin, linan và flavonoid có khả năng ức chế sự phát triển và di căn của các tế bào ung thư. Các loại ung thư có thể được phòng ngừa bởi dưa leo bao gồm ung thư vú, tử cung, buồng trứng, tiền liệt tuyến, ruột non và ruột già. Lợi ích thứ 10, ăn dưa leo giúp cải thiện tâm trạng. Bạn có biết rằng ăn dưa leo không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho tâm trạng không? Dưa leo chứa vitamin B1, thiamin, B5, pantothenic acid và B7, biotin, có tác dụng điều tiết hoạt động của não bộ, giảm căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Ngoài ra, dưa leo cũng chứa tryptophan, một acid amin thiết yếu giúp sản sinh serotonin, một hormone gây hạnh phúc và thoải mái.
Do đó, ăn dưa leo mỗi ngày sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đó là 10 lợi ích của dưa leo đối với sức khỏe mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng các bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thú vị về loại rau quả này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt.